những ý tưởng trang trí phòng khách chung cư độc đáo, mới lạ nhất năm 2020. Một vài đặc điểm của phòng khách chung cư. Hiện nay, không gian phòng khách trong các chung cư thường có dạng hình chữ nhật cùng diện tích khá nhỏ. Bởi vậy, việc thiết kế nội thất phòng khách chung cư không đơn giản chút nào. Hơn nữa, vị trí các không gian trong chung cư thường được sắp xếp sẵn, nên bạn khó có thể thay đổi vị trí phòng khách. Bên cạnh đó, hầu hết các căn hộ chung cư đều có đặc điểm chung là có thể quan sát thẳng vào phòng khách và bếp khi đứng ngoài cửa chính. Điều này được xem là tối kỵ trong bài trí căn hộ vì nó mang đến sự bất an cho chủ nhà và làm hao tốn tài lộc. Để hóa giải điểm xấu trên, bạn có thể dùng vách ngăn bố trí giữa phòng khách và bếp để tránh bếp nhìn thông ra cửa chính, hoặc có thể dùng tranh treo phong thủy, bình phong chắn ở cửa chính. Ngoài ra, bài trí hòn non bộ bằng gốm quay vào căn hộ hay tượng một loài thú quay ra cửa sổ, cửa đi cũng là một cách hóa giải rất tốt. Ý tưởng thiết kế để ăn gian diện tích phòng khách nhỏ. 1. Giữ phòng khách luôn ấm cúng. Khi nhắc đến phòng khách chung cư nhỏ, sự ấm cúng, gần gũi luôn là những đặc điểm làm mọi người gợi nhớ đến đầu tiên. Màu sắc được kết hợp hài hòa chính là cách giúp không gian phòng khách trở nên ấm áp. Tức thì, bạn hãy sử dụng những bộ sofa hay màu sơn tường tông cam, vàng, nâu, be. Bên cạnh đó, sử dụng những đồ nội thất như kệ tivi, bàn trà bằng chất liệu gỗ, lắp đặt hệ thống ánh sáng vàng, bố trí thảm vải trải sàn gam màu êm dịu hay treo rèm cửa bằng vải chắc chắn sẽ góp phần tạo nên một không gian phòng khách chung cư đầy ấm áp. 2. Đầu tư vào nội thất đa chức năng. Đối với phòng khách chung cư nhỏ, đồ nội thất đa năng sẽ giúp làm giảm số lượng đồ và tăng độ thoáng cho căn phòng, từ đó khiến không gian nhỏ trông rộng rãi hơn. Chẳng hạn, thay vì chọn những đồ nội thất như kệ sách, đèn bàn, bàn trà, kệ tạp chí riêng biệt, bạn có thể chỉ cần một chiếc kệ tích hợp đầy đủ công năng. Ngoài ra, bạn có thể thiết kế những ngăn kéo nhỏ ngay dưới gầm sofa để tăng không gian lưu trữ gọn gàng, hay lựa chọn những ghế đôn hình trụ có nắp để cất giữ đồ đạc. Đây đều là những vật dụng nội thất cực hữu ích, rất thiết thực để đầu tư cho không gian phòng khách diện tích hạn chế. 3. Sử dụng tôn trắng. Các bức tường và đồ nội thất tối màu làm cho không gian phòng khách bị thu hẹp lại, ngược lại các gam màu tươi sáng sẽ giúp cơi nới và làm căn phòng rộng ra. Từ quy tắc này, bạn nên sử dụng tông màu trắng làm màu sơn tường chủ đạo, hoặc lắp đặt các món đồ nội thất màu trắng như sofa, tủ kệ, bàn trà. Tuy nhiên, bạn cũng không nên thiết kế màu sơn tường và nội thất đồng màu trắng, bởi rất dễ khiến phòng khách nhỏ trở nên đơn điệu. Hãy chấm phá một chút màu sắc tương phản như đen để tạo điểm nhấn và tăng chiều sâu cho không gian. 4. Trang trí theo chiều dọc. Để phòng khách chung cư có diện tích nhỏ trông rộng và cao hơn, cũng như để người dùng có thêm không gian đi lại trong phòng, hãy tập trung vào việc trang trí nội thất theo chiều dọc. Điển hình như bạn có thể chọn những mẫu kệ tivi hay sofa chữ lít, chữ Y có kiểu dáng dài áp sát tường. Bên cạnh đó, sử dụng tranh treo tường hay giấy dán tường để trang trí lên một mảng tường ở vị trí trung tâm cũng là cách làm khiến phòng khách nhỏ thêm dài, rộng và thoáng đãng hơn. 5. Thiết kế ánh sáng hợp lý. Ở các phòng khách nhỏ trong căn hộ chung cư, đa phần chỉ có một cửa lớn, vì vậy vị trí lý tưởng nhất để đặt sofa chính là thẳng cửa và gần cửa sổ. Tuy nhiên, chủ nhà cần lưu ý hướng nhìn của sofa và hướng cửa chính cần vuông góc với nhau, tránh đặt sofa nhìn thẳng ra cửa. Với diện tích hạn chế, phòng khách nhỏ nên chọn một bộ sofa góc, một bàn trà và kèm theo vài ghế đôn để phục vụ khách ghé thăm. Đặt sofa đúng vị trí góc sẽ giúp tối ưu được chỗ ngồi và làm không gian trông cũng thông thoáng thêm. Các mẫu trang trí phòng khách chung cư đẹp và độc đáo năm 2020.